nắm ý nghĩa nên những kẻ phàm ngu kia nói nghĩa chính là lời, nghĩa và lời không khác. Vì sao? Vì nghĩa không có thể tính nên không thể khác với lời. Kẻ ấy không hiểu rõ tự tính của ngôn âm, cho rằng ngôn tức là nghĩa, không có thể tính riêng biệt cho nghĩa. Đại huệ, kẻ kia ngu si không biết rằng ngôn thuyết thì có sinh diệt, còn nghĩa thì không sinh diệt. Đại huệ, hết thảy ngôn thuyết đều xa vào văn tự, còn nghĩa thì không xa vào, vì lìa có và không, không sinh, không thể tính. Đại huệ, Như Lai không nói pháp xa vào văn tự, vì hữu và vô của văn tự đều bất khả đắc. Đại huệ, nếu có người nói những pháp xa vào văn tự, ấy là pháp hư dối. Vì sao? Vì tự tánh của các pháp lìa văn tự. Cho nên, này đại huệ, trong kinh ta nói, ta cùng chư Phật và Bồ Tát không nói một chữ, không đáp một tiếng nào. Vì sao? Vì hết thảy pháp lìa văn tự. Nhưng không phải là ta không thuận theo nghĩa mà phân biệt nói. Đại huệ, nếu không nói thì giáo pháp phải đứt đoạn. Giáo pháp đoạn đứt thì không có thanh văn chân giác Bồ Tát chư Phật. Nếu tất cả đều không thì ai nói pháp và nói cho ai? Bởi thế hết đại huệ này, Bồ Tát đại hữu tình, không nên chấp trước nơi văn tự mà phải tùy nghi thuyết pháp. Ta cùng chư Phật đều tùy những thứ phiền não ưa muốn và hiểu biết không đồng của chúng sinh mà khai diễn cho chúng, khiến chúng biết các pháp đều do tâm hiện, không có cảnh ngoài, xả bỏ hay phân biệt, chuyển hóa tâm ý thức, chứ không phải vì chúng mà nói pháp do thánh trí tự chứng. Đại huệ, Bồ Tát đại hữu tình, nên theo nghĩa chớ theo văn tự. Theo văn tự thì đọa vào ác kiến, chấp trước chủ trương của mình mà khởi ngôn thuyết, không thể hiểu rõ các pháp tướng văn tự chương cú, đã tự hại còn hại người, không thể khiến tâm người giải ngộ. Nếu khéo biết rõ hết thảy pháp tướng văn tự cú nghĩa đều thông mà có thể khiến tự mình thọ cái vui vô tướng, mà còn giúp người an trú đại thừa. Nếu khiến được người an trú đại thừa thì liền được hết thảy chư Phật thanh văn duyên giác cùng chư Bồ Tát thâu nhận. Nếu được chư Phật thanh văn thâu nhận thì có thể thâu nhận hết thảy chúng sinh, có thể thâu nhận hết thảy chính pháp. Nếu nhiếp thọ được hết thảy chính pháp thì không làm đứt đoạn hạt giống Phật. Nếu không đoạn giống Phật thì được chỗ thủ thắng tốt đẹp. Đại huệ, Bồ Tát đại hữu tình, sinh chỗ tốt đẹp thủ thắng, muốn chúng sinh an trú đại thừa, dùng 10 lực tự tại hiện các hình tướng tùy căn cơ của họ mà nói pháp chân thật. Chân thật pháp ấy là không hai, không phân biệt, không đến không đi, hết thảy hỷ loạn đều bạt dứt. Cho nên này đại huệ, thiện nam thiện nữ không nên y lời mà chấp nghĩa. Vì sao? Vì pháp chân thật tiểu văn tự. Đại huệ, thí dụ có người dùng ngón tay chỉ sự vật, đứa bé con chỉ nhìn ngón tay không nhìn vật, kẻ phàm phu ngu si cũng vậy, theo nơi ngón tay ngôn thuyết mà sinh chấp trước, thậm chí đến chết cũng không xả bỏ được ngón tay văn tự để nắm đệ nhất nghĩa. Đại huệ, thí như con nít mới sinh đáng phải ăn đồ chín, có người không biết dành cách nấu chín mà cho nó ăn đồ sống, tất phát cuồng loạn. Bất sinh bất diệt cũng thế, không tu phương tiện tất là không tốt. Vì thế hãy nên khéo tu phương tiện, chớ theo ngôn thuyết như nhìn đầu ngón tay. Đại huệ, nghĩa chân thật vốn vi diệu tịch tịnh, ấy là nhân của niết bàn. Ngôn thuyết thì cùng với vọng tưởng mà khiến người trôi lăn trong sinh tử. Đại huệ, thuật nghĩa là do nghe nhiều mà được, nghe nhiều là giành nghĩa, không phải giành lời. Người giành nghĩa không theo ác kiến ngoại đạo, tự mình không theo cũng khiến người không theo, ấy gọi là nghe nhiều nơi nghĩa. Kẻ muốn cầu nghĩa nên gần gũi hạng người này và xa lìa những kẻ chấp trước văn tự. Đại huệ Bồ Tát đại hữu tình, đương thần được Phật mà bạch, bạch Thế Tôn, Như Lai diễn nói bất sinh bất diệt, không có gì là kỳ lạ đặc biệt. Vì sao? Hết thảy ngoại đạo cũng nói đấng tạo tác, tác giả không sinh không diệt. Thế Tôn cũng nói hư không niết bàn cùng phi sát diệt là bất sinh bất diệt. Ngoại đạo nói đấng tác giả làm nhân duyên sinh ra thế gian. Thế Tôn cũng nói vô minh ái nghiệp sinh ra các thế gian. Cả hai thuyết đều nói nhân duyên sinh, chỉ khác trên danh từ. Vì nhân duyên của các vật bên ngoài cũng thế, cho nên thuyết của Phật và của ngoại đạo không có sai biệt. Ngoại đạo nói vi trần thắng diệu, tự tại sinh chủ, vân vân, chín thứ như vậy là bất sinh bất diệt. Thế Tôn cũng nói hết thảy pháp không sinh không diệt, có hay không đều bất khả đắc. Bạch Thế Tôn, các đại chủng không hoại vì tự tính của chúng không sinh không diệt, lan khắp các cõi mà vẫn không mất tự tính. Bạch Thế Tôn, tuy phân biệt thì có biến đổi chút ít, song hết thảy những điều Như Lai dạy không có gì là ngoại đạo không, đã nói rồi. Cho nên Phật pháp cũng giống như ngoại đạo, nếu không giống thì xin Phật diễn bày cho con thuyết của Phật hơn ngoại đạo ở chỗ nào.
nếu không có sai biệt thì ngoại đạo tức là Phật, vì họ cũng nói bất sinh bất diệt vậy. Thế Tôn thường dạy, trong một thế giới không có nhiều Phật, nhưng theo đây thì có. Phật dạy, Đại Huệ, chỗ ta nói không sinh không diệt không đồng với bất sinh bất diệt của ngoại đạo, cũng không đồng với luận của họ về sinh và vô thường. Vì sao? Thuyết của ngoại đạo là có thật tính, không sinh không biến đổi, ta không xa vào hữu vô như vậy. Pháp ta nói không hữu không vô, lìa sinh lìa diệt, sao là phi vô? Vì như thấy các hình sắc huyễn mộng. Sao gọi là phi hữu? Vì tự tánh của sắc tướng không phải có, nhưng nó đồng thời vừa được thấy vừa không được thấy, vừa được nắm giữ vừa không được nắm giữ, cho nên ta nói hết thảy pháp không phải có không phải không. Nếu biết rõ tất cả chỉ do tự tâm thấy thì liền an trú tự tính, không sinh phân biệt, các việc tạo tác ở thế gian sẽ đều chấm dứt. Phân biệt ấy là việc của phàm phu, không phải hiển thánh. Đại Huệ, vọng tâm phân biệt cảnh giới không thật, như người huyễn cùng người huyễn buôn bán ra vào trong thành cảng Thát Bà, tâm mê phân biệt cho là có thật. Những chuyện kẻ phàm ngu thấy như sinh bất sinh, hữu vi vô vi cũng thế, như người huyễn sinh, người huyễn diệt. Người huyễn thật ra không sinh không diệt, các pháp cũng vậy, lìa sinh diệt. Này Đại Huệ, kẻ phàm phu hư vọng khởi quan niệm sinh diệt, thánh nhân không vậy. Nói hư vọng nghĩa là không như pháp tính, khởi kiến chấp điên đảo kiến là chấp pháp có thể tính, không thấy được chỗ vắng lặng, vì không thấy vắng lặng nên không thể xa lìa hư vọng phân biệt. Cho nên, này Đại Huệ, cái thấy vô tướng là thủ thắng, không phải cái thấy có tướng, tướng là nhân của sinh. Nếu không có tướng, tất không có phân biệt, không sinh không diệt, ấy là Niết Bàn. Đại Huệ nói Niết Bàn ấy nghĩa là thấy chỗ như thật, xa lìa các pháp tâm và tâm sở phân biệt, được thánh trí nội chứng của Như Lai, ta nói đấy là Niết Bàn tịch tịnh. Bây giờ Thế Tôn lại nói bài tụng, để trừ chấp có sinh, thành lập nghĩa không sinh, ta nói luận vô nhân, kẻ ngu không hiểu được, hết thảy pháp không sinh, cũng không là vô pháp, như cảng thành huyễn mộng, tuy có mà không nhân, không vô sinh vô tính, có gì mà ta nói, để các duyên hòa hợp, kẻ trí không hay thấy, vì thế nên ta nói, không vô sinh vô tính, mỗi mỗi duyên hòa hợp, chỉ hiện chứ không có, phân tích không hòa hợp, không như ngoại đạo thấy, như mộng và tóc rũ. Huyễn sự cùng cản thành, không nhân mà vọng thấy, thế sự cũng như vậy, chết phục luận hữu nhân, bày rõ lý vô sinh, nghĩa vô sinh nếu còn, pháp nhãn thường không diệt, ta nói luận vô nhân, ngoại đạo đều sợ hãi, làm sao và nhân đâu, lại vì sao mà sinh, hòa hiệp ở chỗ nào, mà lập vô nhân luận, quan sát pháp hữu vi, không nhân không vô nhân, nên luận sinh diệt kia, do đó mà bị phá. Vì vô nên không sinh, hay vì đổi các duyên, hay có tên không nghĩa, nguyện Phật vì con nói, vô pháp không bất sinh, cũng không phải trở duyên, không phải tên của Phật, cũng không tên không nghĩa, không thuộc của ngoại đạo, thanh văn cùng duyên giác, cùng Bồ Tát thập trụ, ấy là vô sinh tướng, xa lìa các nhân duyên, không có người năng tác, chỉ do tâm kiến lập, ta nói là vô sinh. Các pháp không nhân sinh, không không cũng không có, lìa năng sở phân biệt, ta nói là vô sinh. Ngoài tâm không có gì, lại lìa nơi hai tính, y tha và vọng kế. Như thế truyền sở y, đấy ta nói vô sinh, ngoại vật có cũng không, tâm không sở thủ gì, tất cả kiến đều đoạn, ta gọi là vô sinh. Cố nghĩa không vô tính, nghĩa nó đều như vậy, không vì không nói không, vô sinh nên nói không. Nhân duyên cùng tụ hội cho nên có sinh diệt. Nếu nhân duyên phân tán, sinh diệt tất không có. Nếu lìa các nhân duyên thì tuyệt không có pháp. Tính một cùng tính khác do phàm ngu phân biệt. Vô hữu bất sinh pháp, hữu vô không sinh pháp. Câu phi cũng như vậy, chỉ trừ khi duyên hợp, trong ấy thấy khởi diệt. Theo tục giả ngôn thuyết, nói vòng móc nhân duyên, nếu lìa vòng nhân duyên, nghĩa sinh bất khả đắc, ta nói chỉ vòng câu, không sinh nói bất sinh, lìa các lỗi ngoại đạo, phàm phu không thể hiểu, lìa vòng xích nhân duyên, mà riêng có pháp sinh, ấy là luận vô nhân, phá hoại nghĩa câu tòa, như đèn hay chiếu vật, vòng xích nếu như thế, đấy tức là vòng xích, mà riêng có các pháp, vô sinh tức vô tính, thể tính như hư không, lìa duyên sinh tìm pháp, là kẻ ngu phân biệt, lại có loại vô sinh, do bậc thánh chứng được, sinh kia không phải sinh,
ấy là vô sinh nhẫn. Nếu biết cả thế gian đều chỉ là vòng xích và không gì khác hơn, kẻ ấy tâm được định. Vô minh cùng ái nghiệp là kiềm tỏa bên trong, các đại bùn bánh xe là câu tỏa bên ngoài. Nếu nói có pháp khác cũng do nhân duyên sinh, ngoài nghĩa vòng xích này đây không phải giáo lý. Sinh pháp nếu phi hữu, ai nhận ra nhân duyên? Vì các pháp sinh nhau nên gọi là nhân duyên. Tính cứng ướt ấm động do phàm ngu phân biệt, chỉ có duyên không pháp nên nói vô tự tính. Như lương y trị bệnh, nguyên tắc không sai khác, nhưng vì bệnh không đồng, liều thuốc có khác nhau. Đa vì các chúng sinh diệt trừ bệnh phiền não, biết căn cơ mạnh yếu, dễ nói các pháp môn. Phiền não không phải khác mà sinh ra các pháp. Chỉ có một đại thừa bát chính đạo trong mát, đại huệ Bồ Tát đại hữu tình bạch Phật, bạch Thế Tôn: hết thảy ngoại đạo vọng nói vô thường. Thế Tôn cũng nói các hành là vô thường, là pháp phải chịu sinh diệt. Thuyết ấy con không hiểu là tả hay chính, vô thường có mấy thứ? Phật dạy đại huệ: ngoại đạo nói có bảy thứ vô thường, không phải pháp của ta. Bảy thứ ấy là: một, có người cho rằng có sinh khởi rồi xả bỏ gọi là vô thường, vì sinh rồi bất sinh nên nói là tính vô thường. Hai, lại có kẻ nói hình biến hoại là vô thường. Ba, có kẻ nói sắc là vô thường. Bốn, có kẻ nói cái biến dị của sắc là vô thường. Hết thảy các pháp đối nhau không dứt, khiến cái thể tự nhiên biến đổi và diệt. Như trước là sữa, sau biến thành ra quơ. Sự biến dịch ấy tuy không thấy được, sau đó chính là yếu tố hủy diệt nằm ngay trong mọi sự vật. Năm, có kẻ nói các vật có ra là vô thường. Sáu, có kẻ cho hữu phi hữu là vô thường. Bảy, có kẻ nói bất sinh là vô thường ở khắp trong mọi pháp. Trong số những quan điểm ấy, hữu phi hữu vô thường, nghĩa là các tướng năng tạo sở tạo đều hoại diệt, còn tự tính của đại trùng thì bản lai không khởi, bất sinh vô thường, là các pháp thường vô thường vân vân đều không có. Như thế hết thảy đều không có gì sinh, cho đến phân tách thành vi trần cũng không thấy gì, vì không sinh khởi nên nói là vô sinh, đây gọi là bất sinh vô thường. Nếu không hiểu nghĩa ấy, tức xa vào nghĩa sinh vô thường của ngoại đạo, nghĩa là ở chỗ không phải thường, không phải vô thường mà tự sinh ra phân biệt. Nghĩa ấy thế nào? Nghĩa là có một vật gọi là vô thường, tự nó không bị hoại diệt, nhưng có thể hoại các pháp. Nếu không có cái vô thường hoại hết các pháp thì rốt cuộc pháp sẽ bất diệt, thành không có vô hữu như chiếc gậy hay hòn đá, hay như một cái búa đập nát mọi vật khác mà tự nó thì không hoại. Ở đây cũng vậy. Đại huệ, đây là nghĩa của ngoại đạo. Nhưng vô thường và hết thảy các pháp ta thấy trước mắt thì không thấy đâu là sai biệt năng tác sở tác để nói được rằng đây là vô thường, còn đây là cái bị vô thường nó hoại diệt. Và thành ra năng tác sở tác đều thường cả mới phải, thì không thấy cái nhân khiến cho các pháp thành ra phi hữu. Đại huệ, về các pháp bị hoại diệt thật ra có nhân, nhưng phiền một nỗi là không phải chỗ phàm ngu hiểu được. Đại huệ, nhân khác không thể sinh ra quả khác, nếu sinh được thì hết thảy các pháp đều sinh lẫn nhau, pháp này pháp kia năng sinh sở sinh đều không khác nhau gì cả. Nhưng hiện thấy có khác, làm sao dị nhân sinh dị quả? Đại huệ, nếu có một pháp gọi là vô thường thì cũng đồng với cái sở tác kết quả, và thành ra tự nó cũng vô thường. Vì vô thường cho nên các pháp vô thường, đây đều là thường cả. Đại huệ, nếu tính vô thường ở trong các pháp thì đáng cùng các pháp xa vào ba giai đoạn quá khứ hiện tại vị lai, cùng với sắc quá khứ mà diệt, cùng vị lai không sinh, hiện tại cùng hoại. Các ngoại đạo cho rằng thể tính của bốn đại là không hoại, tức là bốn đại khác với sắc do bốn đại tạo, vì lìa khác với không khác, tự tánh của nó cũng không hoại diệt. Đại huệ, những pháp năng tạo sở tạo trong ba cõi không có gì là không phải tướng sinh trụ diệt. Làm sao có riêng một tính vô thường có thể sinh ra các vật mà tự nó không diệt? Thuyết cho rằng đầu tạo sau diệt nên gọi là vô thường cũng không vững, vì các đại chủng khác nhau không thể tạo lẫn nhau, không phải mỗi đại tự tạo, vì không có cái khác ở trong nó, cũng không cùng tạo vì trái nhau, cho nên biết không phải thủy tạo vô thường. Hình trạng hoại vô thường ấy là không phải hoại năng tạo cùng sở tạo, nhưng hình trạng hoại. Nghĩa ấy thế nào? Ấy là trẻ tách sắc cho tới vi trần.
chỉ diệt cái hình trạng dài ngắn vân vân đã thấy, chứ không diệt cái sắc thế năng tạo sở tạo. Kiến này xa vào số luận, sắc tức là vô thường, ấy có nghĩa hình trạng là vô thường, không phải tính tứ đại là vô thường. Nếu tính đại chủng cũng vô thường thì tất là không có thế giới. Không có thế giới nên biết, ấy là xa vào kiến chấp của thế luận, thấy hết thảy pháp do tự tướng sinh, chỉ có trên ngôn thuyết chuyển biến vô thường, ấy là sắc chủng hay hình thức biến đổi, chứ không phải đại chủng tứ đại biến đổi. Thí như lấy vàng làm các món trang sức, các món này có biến đổi nhưng vàng thì không. Đây cũng vậy, đại huệ các kiến ngoại đạo như thế hư vọng phân biệt phải vô thường. Họ nói như vậy, được không thể đốt cháy tự tướng của nó, mà chỉ phân tán ra. Nếu nó có thể thiêu đốt được, tức là năng tạo sở tạo đều đoạn diệt. Đại huệ, ta nói các pháp không thường, không vô thường. Vì sao? Vì không chấp pháp ngoài, vì ba cõi chỉ là tâm, vì không nói tới các tướng, vì các sai biệt của đại chủng tính đều không sinh không diệt. Không có năng tạo sở tạo, vì năng thủ sở thủ đều do phân biệt khỏi. Vì biết hai tính thủ năng sở đúng như thật, vì hiểu rõ duy tâm hiện, vì lìa hai kiến chấp hữu vô của ngoại đạo, lìa kiến hữu vô nên không phân biệt năng tạo sở tạo. Đại huệ các pháp thế gian xuất thế gian, và xuất thế gian thượng thượng chỉ là tự tâm, không thường, không vô thường. Không hiểu rõ như thế sẽ xa vào hai biên kiến ngoại đạo. Đại huệ ngoại đạo không rõ biết ba pháp ấy do phân biệt nên khỏi ngôn thuyết chấp trước tính vô thường. Đại huệ cảnh giới ngữ ngôn phân biệt của ba pháp này không phải chỗ phàm phu biết được. Thế Tôn lại nói bài tụng: trước đạo rồi sau xà, thể trạng có chuyển biến, các sắc vật vô thường, ngoại đạo vọng phân biệt, các pháp không hoại diệt, tự tính đại thường trú, các kiến chấp ngoại đạo nói thế là vô thường, các chủng ngoại đạo kia đều nói không sinh diệt, các tính đại tự thường, cái gì là vô thường, năng thủ và sở thủ hết thảy đều là tâm, hai thứ do tâm hiện, không có ngã, ngã sở. Các pháp như phạm thiên, ta nói chỉ là tâm, nếu lìa xa nơi tâm, hết thảy không có được. Chương 4 hiện chứng. Bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát đại hữu tình lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, xin vì con nói tướng nhập diệt, thứ đệ tương tục của hết thảy thanh văn chuyên giác, khiến con cùng các Bồ Tát đại hữu tình khéo biết tướng ấy, khỏi bị mê hoặc bởi lạc thú diệt tận định, không xa vào lầm lẫn của nhị thừa ngoại đạo. Phật dạy: hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho ông rõ. Này Đại Huệ, Bồ Tát đại hữu tình đến địa thứ 6, cùng thanh văn duyên giác nhập diệt định. Bồ Tát địa thứ 7 niệm niệm thường nhập, vì đã lìa bỏ quan niệm về tự tính của các pháp. Nhị thừa thì không thế, nhị thừa còn hữu tác, đoạ năng thủ, sở thủ. Không đạt đến tướng vô sai biệt của các pháp. Họ chỉ nhờ hiểu rõ tự tướng cộng tướng của pháp thiện bất thiện mà vào diệt định, nên không hiện tiền thường nhập. Đại Huệ, Bồ Tát ở bát địa thanh văn duyên giác đã diệt các tưởng phân biệt của tâm ý ý thức, từ sơ địa cho đến lục địa, họ quan sát hết thảy ba cõi đều chỉ do tâm ý ý thức tự phân biệt khỏi, liệt ngã ngã sở, không thấy các tướng ngoài. Kẻ phàm ngu không biết được, vì lầm lỗi huân tập từ vô thỉ đến nay, từ nơi tự tâm biến ra tướng năng thủ sở thủ rồi sinh chấp trước. Đại Huệ, tâm muội của bát địa Bồ Tát đạt được cũng như niết bàn của thanh văn duyên giác, nhưng nhờ Phật lực gia trì nên Bồ Tát ở trong tam muội không nhập niết bàn. Nếu không có sự gia trì ấy thì Bồ Tát không hóa độ chúng sinh, không hoàn thành như la địa, lại còn đoạn rất giống Phật. Bởi thế nên Phật vì Bồ Tát mà nói các công đức lớn không thể nghĩ bàn của Như Lai, khiến họ rốt cuộc không nhập niết bàn. Thanh văn duyên giác tham đắm pháp lạc tam muội, ở trong đó sinh tưởng là niết bàn. Đại Huệ, Bồ Tát thất địa khéo quán sát tâm ý ý thức, các chấp ngã, ngã sở, vô ngã của nhân pháp, các tự tướng cộng tướng sinh diệt, được chắc chắn rành rẽ về tướng vô ngại biện, ở trong tam muội mà được tự tại, dần vào các địa, đầy đủ các bồ đề phần. Đại Huệ, ta sợ các Bồ Tát không hiểu rõ tự tướng cộng tướng, không biết thứ lớp các địa, mà phải xa vào ác kiến nên nói như vậy. Đại Huệ, thật ra không có gì sinh hay diệt, các địa lần lượt qua lại trong ba giới đều do tâm thấy. Những kẻ phàm ngu không hiểu rõ nên ta và chư Phật mới nói như vậy. Đại Huệ, thanh văn duyên giác cho đến Bồ Tát ở bát địa, vì pháp lạc tam muội làm say mê hôn ám, chưa hiểu rõ tất cả chỉ do tâm hiện, bị tự tướng cộng tướng ràng buộc che lấp tâm, dính mắc hai vô ngã, tưởng đó là niết bàn,
không phải trí tuệ vắng lặng tịch diệt. Đại huệ các Bồ Tát đại hữu tình, khi thấy sự vui của tam muội tịch diệt thì liền nhớ đến bản nguyện đại bi, tu tập đầy đủ 10 nguyện vô tận, vì lẽ ấy họ không nhập niết bàn ngay. Vì nhập niết bàn thì không sinh quả, liền năng thủ sở thủ, liễu đạt duy tâm, nơi hết thảy pháp không phân biệt, không xa vào tâm ý ý thức, vào các chấp trước tính tướng của pháp ngoài. Tuy nhiên không phải là họ không khởi các chứng nhân Phật pháp tùy theo việc làm của trí tuệ mà khởi như vậy, được địa tự chứng của Như Lai. Đại huệ thí như người trên bao thấy mình tìm hết cách để sang sông, nhưng chưa sang thì đã tỉnh ngủ, tỉnh rồi suy nghĩ về những việc đã thấy, tự hỏi không biết đấy là thật hay vọng, rồi lại tự nhủ rằng không thật cũng không vọng, như thế chỉ là những tập khí phân biệt của thấy nghe hay biết tích tụ lại, liền có và không, chỉ là những sự việc hiện trong ý thức lúc chiêm bao mà thôi. Đại huệ Bồ Tát đại hữu tình cũng vậy, từ sơ địa cho đến thất địa, cho đến vào bát địa được vô phân biệt, thấy hết thảy pháp như huyễn như mộng, liền năng thủ sở thủ, thấy công năng rộng lớn của tâm và tâm sở, xin tu Phật pháp. Ai chưa chứng thì khiến được chứng, lìa các vọng tưởng phân biệt của tâm, ý, ý thức, chứng vô sinh nhẫn, niết bàn mà Bồ Tát chứng được ấy không phải là hoại diệt. Đại huệ trong đệ nhất nghĩa không có thứ lớp cũng không tương tục, sao để hết thảy cảnh giới phân biệt ấy gọi là pháp tịch diệt. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: các trụ cùng Phật địa, duy tâm không ảnh tượng, đây là điều chư Phật đã, đang và sẽ nói. Bảy địa đâu còn tâm, bảy địa không ảnh tượng, chín và mười còn trụ, trên đó chỉ ta được tự chứng và thanh tịnh, đây là địa của ta, thắng xứ của ma he, sắc cứu cánh trang nghiêm. Thí như lửa lớn tụ, ánh sáng nó bùng phát, hóa hiện ra ba cõi, vui vẻ mà trong mát, có thế giới đang hóa, nơi đấy nói các thừa, đều là địa Như Lai. Thập địa cũng là sơ, sơ cũng là bát địa, cửu địa là đệ nhất, thất địa là như bát, đệ nhị là đệ tam, đệ tứ là đệ ngũ, đệ tam là đệ lục, không tướng đâu thứ lớp. Chương 5. Như Lai thường hay vô thường. Bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát đại hữu tình lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Đức Như Lai ứng chứng đẳng giác là thường hay vô thường? Phật dạy: Đại Huệ, Đức Như Lai ứng chứng đẳng giác không thường cũng không vô thường. Vì sao? Vì cả hai quan niệm ấy đều lỗi. Sao là lỗi? Đại huệ, nếu nói Như Lai là thường thì bị lỗi năng tác. Hết thảy ngoại đạo nói năng tác là thường. Nếu Như Lai là vô thường thì bị lỗi sở tác, đồng với các uẩn có tướng và sở tướng, rốt cuộc sẽ đoạn diệt thành không có. Thế mà Như Lai thì thật không đoạn diệt. Đại huệ, nếu Như Lai cũng vô thường như tất cả các vật được tạo tác như bình, áo, vân vân thì hóa ra bao nhiêu sự tu phước trí đều thành không vô ích. Lại nữa, nếu vậy, các pháp được tạo đều là Như Lai cả, vì nhân không khác nhau, cho nên Như Lai không thường, không vô thường. Lại, này Đại Huệ, Như Lai không phải thường, nếu là thường thì như hư không, không đợi nhân mà thành, không đợi nhân mới thành. Đại Huệ, thì như hư không, không thường, không vô thường. Vì sao? Vì lìa các lỗi thường, vô thường, một khác, cùng, không cùng, câu, bất câu, vân vân. Lại nữa, Đại Huệ, Như Lai không thường, nếu là thường thì tức không sinh, đồng như sừng thỏ, sừng ngựa, sừng cá, sừng rắn, vân vân. Tuy nhiên, này Đại Huệ, trong một nghĩa khác thì có thể nói Như Lai là thường. Vì sao? Vì trí hiện chứng là thường pháp, chứng trí là thường nên Như Lai cũng thường. Đại Huệ, tự tính của pháp, chỗ ở của pháp và ngôi vị của pháp, pháp tính, pháp trụ, pháp vị mà chư Phật chứng được, dù Như Lai có hiện ra đời hay không, pháp ấy vẫn thường trụ không rời đổi ở nơi các pháp sở đắc của hết thảy nhị thừa ngoại đạo, chứ không phải là không có gì. Tuy nhiên, đấy không phải điều phàm phu biết được. Đại huệ, Như Lai ấy là do pháp tính nội chứng thanh tịnh mà có tên gọi ấy, không phải do tập quán hư vọng về tâm, ý, ý thức, uẩn, giới, xứ mà có. Hết thảy ba cõi đều do hư vọng phân biệt sinh, Như Lai không do hư vọng phân biệt sinh. Đại huệ, nếu có hai thì có thường và vô thường, nhưng Như Lai không hai vì chứng hết thảy pháp không sinh, cho nên không thường, không vô thường. Đại huệ, cho đến có một chút nào ngôn thuyết khởi đều xa vào lỗi thường hoặc vô thường, bởi thế nên trừ tiệt hai cái biết phân biệt, chớ để chút nào còn sót. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài kệ: xa lìa thường vô thường mà hiện thường vô thường, thường quán Phật như thế,
không khởi sinh ác kiến, nếu thường hoặc vô thường tu tập đều vô ích để trừ giác phân biệt, không nói thường vô thường cho đến lập thuyết gì, hết thảy đều lầm loạn, nếu thấy do tự tâm thì không còn tranh cãi. Chương 6. Sát na phẩm. Bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tịnh lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin vì con nói tướng sinh diệt của uẩn giới xứ, nếu không có ngã thì ai sinh xa ai diệt? Vì các phàm phu bám nơi sinh diệt, không cầu hết khổ, không chứng niết bàn. Phật dạy: Đại Huệ hãy nghe kỹ, ta sẽ nói cho ông. Này Đại Huệ, trong Như Lai tạo có nhân thiện lẫn bất thiện, có thể tạo ra đời sống ở tất cả các cõi. Như người đóng tuồng biến hiện các cõi, liền ngã ngã sở, vì không biết thế nên ba duyên cha mẹ và nghiệp hòa hợp mà có quả sinh. Ngoại đạo không hiểu chấp là có tác giả. Những gì do tập khí hư ngụy từ vô thủy tích tụ lại gọi là tạng thức, sinh ra thất thức là chỗ ở của vô minh. Như biển lớn bỗng nổi ba đảo mà thể tướng của nó nước vẫn liên tục thường trú không gián đoạn, tạng thức cũng thế, bản tính thanh tịnh lìa lỗi vô thường, lìa lý luận về ngã, còn bảy thất kia ý ý thức vân vân thì niệm niệm sinh diệt, lấy vọng tưởng làm nhân, cảnh tướng làm duyên hòa hiệp mà sinh, không hiểu sắc vân vân do tự tâm hiện, chấp trước danh tướng sinh khỏi những lạc thọ khổ thọ. Danh tướng ràng buộc đã do tham mà sinh ra, lại sinh khỏi tham hoặc làm nhân hoặc làm duyên. Khi các thủ căn sự chấp trước diệt, không còn tương tục sinh những phân biệt khổ lạc, thì hành giả hoặc được diệt định, hoặc được tứ thiền, hoặc khéo thâm nhập các chân lý giải thoát, bèn vọng sinh tưởng mình đã giải thoát, mà kỳ thật chưa xả, chưa truyền được cái gọi là tạng thức ở trong Như Lai tạng. Nếu không có tạng thức thì bảy thức kia đều diệt. Vì sao? Vì tạng thức là nhân và duyên sinh ra các thức kia, nhưng đây không phải là cảnh giới mà hàng tu hành theo ngoại đạo nhị thừa biết được. Vì họ chỉ biết tính nhân vô ngã, chỉ giữ tự tướng cộng tướng của uẩn giới xứ. Nếu thấy được năm pháp ba tự tính của Như Lai tạng, các pháp đều vô ngã, tùy thứ lớp các địa lần lần chuyển đổi tạng thức đến chỗ tịch diệt, thì sẽ không bị ác kiến ngoại đạo lai truyền an trú bất động địa, được mười thứ pháp lạc tam muội. Nhờ năng lực tam muội của chư Phật gia trì, hành giả quán sát các pháp bất tư nghị của Phật và nguyện lực xưa kia của mình, công chúng nơi thật tế biên giới của tự tại, của thực tại và pháp lạc tam muội, được trí tự chứng không giống như nhị thừa ngoại đạo, được mười con đường dẫn đến dòng thánh, được thân ý sinh liền các hành nghiệp bảy thế. Này Đại Huệ, Bồ Tát Đại Hữu Tịnh muốn được thắng pháp phải nên thanh tịnh Như Lai tạng gọi là tạng thức. Đại Huệ, nếu không có Như Lai tạng tên là tạng thức đó thì tất không có sinh diệt, cho nên người tu hành tuy thấy pháp lạc của sự an trú trong cảnh nội giới mà vẫn không xả bỏ dõng mãnh tinh tấn. Đại Huệ, tạng thức Như Lai tạng ấy bản tính thanh tịnh, chỉ vì bị khách trần nhiễm ô mà thành bất tịnh, hết thành nhị thừa ngoại đạo ước đoán mà khởi kiến chấp không thể biện chứng được. Như Lai thì thấy rõ ràng phân minh ở nơi đó, như thấy trái am ma lật trong bàn tay. Đại Huệ, ta vì thắng man phu nhân cùng các Bồ Tát thâm diệu tịnh trí mà nói Như Lai tạng tên tạng thức, cùng bảy thức đồng khởi khiến hàng thanh văn thấy rõ pháp vô ngã. Này Đại Huệ, cảnh giới nói cho thắng man phu nhân nghe là cảnh giới thật, không phải cảnh của nhị thừa ngoại đạo. Đại Huệ, tạng thức Như Lai tạng này là cảnh giới Phật, cũng là chỗ đi của những tịnh trí Bồ Tát như ông, những người hiểu biết theo nghĩa lý. Đây không phải là chỗ hiểu của hết thảy ngoại đạo nhị thừa chấp trước văn tự, cho nên ông cùng các Bồ Tát đại hữu tình ở nơi tạo thức tạo của Như Lai tạo nên siêng năng quán sát, chớ có mới nghe qua bèn tưởng là đủ rồi. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng Như Lai tạo sâu xa gắn liền với bảy thức, hai thứ chấp trước sinh hiểu rõ liền xa lìa, từ vô thủy huân tập như bóng hiện trong tâm, nếu quan sát như thật thì tướng cảnh không có. Kẻ ngu nhìn ngón chỉ thấy ngón không thấy trăng, kẻ chấp trước văn tự không thấy lý của ta, tâm như người đạo diễn mặt na kẻ làm hề, sáu thức kia bầu bạn tạo tấn tuồng thế gian. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin vì con nói các sai biệt của năm pháp ba tự tính tám thức cùng hai vô ngã, con cùng các Bồ Tát đại hữu tỷ biết rõ điều ấy rồi, dần tu các địa.
đầy đủ các pháp Phật, đạt được quả vị tự chứng của Như Lai. Phật dạy, ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói. Này Đại Huệ, năm pháp, ba tự tính, tám thức, hai vô ngã ấy nghĩa là danh tướng phân biệt, chính trí như như. Nếu người tu hành quán sát pháp này thì được vào cảnh giới tự chứng của Như Lai, xa lìa các kiến chấp thượng đoạn, hữu vô, vân vân, được pháp lạc tam muội sâu xa. Đại Huệ, kẻ phàm ngu không hiểu năm pháp, ba tự tính, tám thức, hai vô ngã, nơi cảnh do tâm hiện thấy có ngoại vật mà khởi phân biệt, thánh nhân không thế. Đại Huệ, bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao không hiểu mà khởi phân biệt? Phật dạy, Đại Huệ, kẻ phàm ngu không biết danh chỉ là cái giả lập, tâm theo đó lưu động thấy các tướng chấp ngã, ngã sở, nhiễm trước đối với sắc, che lấp chướng ngại thánh trí, khởi lên tham sân si, tạo tác ác nghiệp như tầm kéo kén, vọng tưởng tự trói buộc mình đọa vào các nẻo của biển lớn sinh tử, như bánh xe đạp nước tuần hoàn không dứt, không biết pháp như huyễn, như ảo tượng, như trăng trong nước, chỉ do tự tâm hiện, do vọng phân biệt khởi, lìa năng thủ sở thủ, cùng sinh chú diệt. Nhưng kẻ phàm ngu lại cho rằng do tự tại thời tiết vi trần thắng tính mà sinh, vì họ chạy theo danh tướng. Đại Huệ, trong đây tướng có nghĩa là cái do nhãn thức thấy gọi là sắc, do nhĩ tỷ thiệt thân ý thức mà có gọi là thanh hương vị xúc pháp, tất cả đó ta gọi là tướng, nghĩa là phân biệt đây là voi, ngựa, xe, bộ hành, nam nữ, vân vân, chứ không gì khác. Làm rõ cái tướng của chúng ấy gọi là phân biệt. Chính trí là quan sát thấy rõ tính và tướng chỉ do hữu tương đối đãi mà có, không thật, chỉ là khách, nên thức tâm không khởi vì không đoạn không thường, không theo chỗ của ngoại đạo nhị thừa, thế gọi là chính trí. Đại Huệ, Bồ Tát đại hữu tình dùng chính trí ấy quan sát danh tướng không hữu không vô, xa lìa hai ác kiến biến chấp và thêm là thêm và bớt, danh tướng và thức xưa nay không khởi, ta nói pháp ấy là như như. Đại Huệ, Bồ Tát đại hữu tình an trú nơi như như, được vô chiếu hiện cảnh, lên hoan hỷ địa, lìa các cõi của ngoại đạo và nơi pháp thuận thục của xuất thế pháp, biết hết thảy các pháp đều như huyễn, chứng pháp của thánh trí tự chứng, lìa kiến chấp ức đoán. Như thế lần lượt đến pháp vân địa, khi đến pháp vân rồi sẽ được đầy đủ các lực tam muội tự tại thần thông đầy đủ Như Lai, khi thành Như Lai rồi sẽ vì chúng sinh mà hiện thân khắp nơi như trăng trong nước, tùy theo ước muốn của chúng mà nói pháp. Thân được thanh tịnh, lìa tâm ý thức, mang áo giáp 10 thệ nguyện rộng lớn, đầy đủ thành tựu 10 nguyện vô tận, ấy gọi là những điều Bồ Tát đại hữu tình thâu hoạch được khi nhập Như Như. Bấy giờ Đại Huệ lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, ba tự tính là ở trong năm pháp hay là có tướng riêng của chúng? Phật nói, Đại Huệ, ba tính, tám thức, hai vô ngã đều ở trong năm pháp. Trong số đó, danh và tướng là tính vọng kế, vì vọng kế đi nơi phân biệt tâm, tâm sở của danh tướng mà khởi lên đồng thời với danh tướng, như mặt trời và ánh sáng chiếu ra là tính duyên khởi, chính trí và như như, không thể hoại, nên gọi là tính viên thành. Đại Huệ, khi phát sinh chấp trước đối với những pháp do tự tâm hiện, thì tám thức phân biệt khởi, tướng sai biệt của các pháp đều không thực, chỉ là tính vọng kế, tưởng tượng. Nếu bỏ được hai thứ ngã chấp, thì trí nhị vô ngã, nhân vô ngã và pháp vô ngã liền sinh diệt. Đại Huệ, tất cả thành văn duyên giác, Bồ Tát Như Lai, các cấp bậc của thánh trí tự chứng cùng tất cả Phật Pháp đều bao gồm trong năm pháp này. Lại nữa, này thiện hiện trong năm pháp tướng danh phân biệt như như. Chính trí thì thường nghĩa là những gì thấy được như màu sắc, hình trạng vân vân, mỗi mỗi sai khác, do các tướng ấy mà lập nên những tên gọi, như cái bình là bình, không gì khác gọi là danh. Bày ra các tên gọi chỉ do các tướng tâm và tâm sở ấy gọi là phân biệt. Tên gọi và tướng rốt ráo đều không, chỉ do vọng tâm phân biệt quán sát như thế cho đến khi cái chết diệt ấy gọi là như như. Đại Huệ, tướng của như như là chân thật, quyết định, rốt ráo, căn bản, tự tính, khả đắc, ấy là tướng như như, ta cùng các Phật tùy thuận theo chúng sinh mà có chứng nhập như thật tướng của nó mà khai thị diễn nói.
Nếu ai theo đó giải ngộ được lìa chấp đoạn thường, không sinh phân biệt, nhập cảnh giới tự chứng, ra khỏi cảnh giới của ngoại đạo nhị thừa, ấy gọi là chính trí. Đại huệ, năm pháp, ba tính, tám thức, hai vô ngã này, tất cả Phật pháp đều bao gồm trong ấy. Đại huệ, trong những pháp này ông nên lấy trí mà khéo thông và khuyên người khác thông đạt. Thông đạt rồi thì nhất định không bị kẻ khác lay chuyển. Bấy giờ Thế Tôn nói bài tụng năm pháp ba tự tính cùng với tám thứ thức và hai thứ vô ngã bao quát hết đại thừa, danh tướng cùng phân biệt gồm trong hai tự bình, chính trí và như như, ấy là tướng viên thành. Đại huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như trong kinh nói, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại số nhiều như các sông Hằng, ấy nghĩa là gì? Nên như lời mà hiểu hay có ý nghĩa gì khác? Phật dạy Đại Huệ không nên hiểu theo ngôn từ. Đại Huệ, chư Phật ba đời không phải số như các sông Hằng. Vì sao? Sự tối thắng của Như Lai siêu việt thế gian không gì có thể sánh, không thí dụ gì có thể đạt tới, chỉ lấy ít phần làm thí dụ mà thôi. Ta vì hàng phàm phu ngoại đạo, tâm ưa chấp trước thường vô thường, ác kiến tăng trưởng sinh tử luân hồi, muốn chúng chán ghét xa lìa phát sinh, hy vọng thủ thắng mà nói. Phật dễ thành dễ gặp, nếu nói Phật khó gặp như hoa yêu đàm thì những kẻ kia liền thối chí không siêng năng. Bởi lẽ đó mà ta nói Phật ra đời nhiều như các sông Hằng. Ta cũng có lần vì những người thọ sự giáo hóa của ta mà nói Phật khó gặp như hoa yêu đàm. Đại huệ, chưa ai từng thấy hoa yêu đàm, cũng không ai sẽ thấy, nhưng Như Lai thì có người đã thấy và sẽ thấy. Đại huệ, thí dụ như thế không nói lên được chính chân lý. Chân lý là cảnh giới của thánh trí chứng được tự trong tâm mình, thế gian không sánh được, vượt ngoài các thí dụ, hết thảy phàm ngu không tin nhận nổi. Đại huệ, Như Lai chân thật vượt qua các tướng do tâm ý, ý thức, quan niệm không hề lập ví dụ về Như Lai. Tuy nhiên đôi lúc cũng vì chúng mà nói rằng Như Lai nhiều như các sông Hằng cũng không mâu thuẫn. Đại huệ, thí như các sông Hằng bị cá voi ngựa dẫm đạp mà không sinh phân biệt, thường thanh tịnh không dơ. Thanh trí của Như Lai cũng như các sông Hằng, năng lực thần thông tự tại của Như Lai cũng như các ấy. Dù bị bọn cá ngoại đạo đến nhiễu loạn, Phật vẫn không khởi niệm phân biệt. Vì sao? Vì bản nguyện của Như Lai là lấy tam muội lạc để an khắp chúng sinh như các sông Hằng, không ghét yêu, không phân biệt. Đại huệ, như các sông Hằng có đặc tính của đất, đến thời kiếp tận tất cả đất đai đều bị tiêu hủy, nhưng địa đại không bỏ tự tính, vì địa đại thường sinh đồng thời với hỏa đại. Những người ngu nói địa đại bị thiêu hủy nhưng kỳ thật không thiêu, vì hỏa là nhân của địa. Pháp thân của Như Lai cũng thế, như các sông Hằng không bao giờ hoại diệt. Đại huệ, cũng như các sông Hằng không có hạn lượng, ánh sáng của Như Lai cũng vậy. Vì muốn thành tựu vô lượng chúng sinh nên chiếu khắp đại hội Phật. Đại huệ, thí như các sông Hằng ở luôn trong tự tính các, không biến thành các vật khác. Như Lai cũng vậy, ở trong thế gian không sinh không diệt, vì cái nhân để thọ sinh đi các cõi đều bị đoạn diệt. Đại huệ, như các sông Hằng lấy đi không thấy bớt bỏ vào, không thấy thêm. Chư Phật cũng thế, trí phương tiện khiến chúng sinh thành thục không tăng không giảm. Vì sao? Vì pháp thân của Như Lai vốn không thân. Đại huệ, cái gì có thân thì có hoại diệt, pháp thân không thân nên không hoại diệt. Đại huệ, như các sông Hằng dù có khổ công ép để lấy dầu suốt đời cũng không được. Như Lai cũng thế, tuy vì chúng sinh mà phải nhẫn chịu các khổ bức bách, vẫn không bao giờ khỏi sân nhuế, không bỏ tướng pháp giới, không bỏ hương vị của pháp, không bỏ bổn nguyện ban bố hạnh phúc cho chúng sinh, vì phải có đầy đủ đại từ đại bi. Nếu ta không khiến cho tất cả chúng sinh vào niết bàn thì tự ta cũng không vào niết bàn. Đại huệ, như các sông Hằng chảy theo nước không phải nơi không có nước, Như Lai cũng vậy, các pháp Như Lai nói ra không có gì là không thuận theo dòng niết bàn. Vì thế mà nói chư Phật Như Lai như các sông Hằng. Đại huệ, Như Lai nói pháp không theo các đường, đường có nghĩa là hoại diệt,
biên giới sơ khởi của sinh tử không thể biết, đã không biết được thì làm sao nói đường này đại huệ thú, có nghĩa là đoạn diệt kẻ phàm phu không biết. Đại huệ Bồ Tát lại bạch Phật: nếu biên giới sơ khai bản tế của sinh tử không thể biết được thì làm sao chúng sinh ở trong sinh tử giải thoát được? Phật dạy: đại huệ, khi nhân của tập khí hư dối từ vô thỉ bị hoại diệt, biết rõ cảnh ngoài chỉ do tâm hiện, khi phân biệt được chuyển y, đấy gọi là giải thoát chứ không phải là diệt. Cho nên không thể nói không có biên tế. Đại huệ không biên tế chỉ một tên khác của phân biệt. Đại huệ lìa tâm phân biệt thì không có chúng sinh, khi ấy trí quan sát các pháp trong ngoài thì thấy tri cùng sở tri đều vắng lặng. Đại huệ hết thảy pháp đều do tự tâm phân biệt thấy, vì không hiểu rõ nên tâm phân biệt khởi, vì khi hiểu rõ thì tâm phân biệt diệt. Bấy giờ Thế Tôn lại nói bài tụng: quan sát các đạo sư ví như các sông Hằng không hoại cũng không đi, người ấy tất thấy Phật. Ví như các sông Hằng lìa tất cả các lỗi mà thường tùy theo dòng Phật thể cũng như vậy. Bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát đại hữu tình này bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, xin giảng nói cho con tướng sát na hoại của hết thảy pháp, những pháp nào gọi là có sát na? Phật đáp: hãy nghe kỹ, ta sẽ nói. Đại huệ, hết thảy pháp ấy là thiện pháp, bất thiện pháp, hữu vi pháp, vô vi pháp, thế gian pháp, xuất thế gian pháp, hữu lậu pháp, vô lậu pháp, hữu thọ pháp, vô thọ pháp. Đại huệ nói tóm lại năm thủ uẩn do nhân là tập khí của tâm ý ý thức mà tăng trưởng. Kẻ phàm ngu ở nơi đây phân biệt là thiện bất thiện. Bậc thánh hiện chứng đắc pháp lạc tam muội gọi là thiện vô cấu. Lại nữa, này đại huệ, thiện và bất thiện ấy là tám thức. Tám thức ấy là gì? Ấy là Như Lai tạng, gọi là tạng thức, mạt na thức, ý thức và năm thức căn. Đại huệ, năm thức cùng đi với ý thức, những tướng sai biệt, thiện bất thiện, xoay chuyển nối tiếp nhau không dứt. Vô dị thể, sinh ra, sinh rồi liền diệt. Vì không hiểu cảnh do tự tâm hiện nên khi diệt lại có một hệ thống năm thức khác sinh khởi tiếp theo, ý thức hợp với năm thức ấy mà thu vào các hình tướng sai biệt, không giây nào dừng nghỉ. Ta nói đấy là pháp sát na. Đại huệ, Như Lai tạng gọi là tạng thức cùng đi với các tập khí của mạt na và các thức kia, ấy là sát na pháp. Nhưng vô lậu tập khí không phải là sát na pháp. Đây không phải là điều những người theo sát na luận phàm phu có thể hiểu được. Những kẻ kia không biết vừa là sát na vừa không là sát na nên chấp các pháp vô vi cũng hoại diệt như những pháp khác, đọa vào đại kiến. Đại huệ, chính năm thức tự tính chúng không bị lưu chuyển, không phải là nhân khổ lạc, cũng không là nhân niết bàn. Như Lai tạng thì cùng với nhân tạo nghiệp mà thọ khổ vui có sinh diệt, bị bốn tập khí làm mê hoặc ngăn che. Nhưng kẻ phàm ngu bị phân biệt xông đầy thức tâm thức không hiểu được nên sinh kiến chấp là sát na khởi. Đại huệ, như vàng kim cương xá lợi của Phật có tính chất đặc biệt không thể tổn hại, nếu các pháp chứng đắc có tính sát na diệt thì thánh nhân lẽ ra không còn là thánh nhân. Nhưng sự thật là bậc thánh không bao giờ mất thánh cách. Như vậy, như vàng kim cương dù trải qua hết kiếp vẫn không giảm cân lượng. Vì sao kẻ phàm phu không nhận rõ chỗ thâm mật của lời ta nói, lại sinh tưởng sát na đối với tất cả pháp? Đại huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Thế Tôn thường dạy nếu đầy đủ 6 pháp ba la mật sẽ thành chính giác. Sao gọi là 6 pháp? Sao gọi là đầy đủ? Phật dạy: đại huệ, có 3 thứ ba la mật khác nhau, ấy là thế gian, xuất thế gian và xuất thế gian thượng thượng. Đại huệ, thế gian ba la mật là phàm phu chấp ngã, ngã dở, chấp thủ, nhị biên, cầu được thân ở các cõi, tham sắc thanh hương vị xúc nên tu các hạnh ba la mật, bố trí, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, thành tựu được thần thông, sinh vào cõi phạm thế. Đại huệ, xuất thế gian ba la mật là thanh văn duyên giác, chấp trước, niết bàn, mong cầu hỷ lạc cho tự thân mà tu các khóa, mà các ba la mật.
Đại huệ xuất thế gian, thượng thượng, ba la mật là Bồ Tát đại hữu tình đối với hai pháp của tự tâm, biết rõ chỉ do phân biệt khởi nên không sinh vọng tưởng chấp trước, không ôm giữ sắc tướng. Vì muốn lợi lạc chúng sinh, Bồ Tát thường tu bố thí ba la mật đối với các cảnh giới không sinh phân biệt, ấy là tu thi la ba la mật, thực hành nhẫn nhục không lúc nào khởi phân biệt, biết rõ tự tính năng thủ sở thủ, gọi là sẵn đẻ ba la mật. Ban đêm, giữa đêm, cuối đêm, sinh tu không biếng nhác, tùy thuận chân lý mà hiểu, không sinh phân biệt, ấy gọi là tỳ lê gia ba la mật, vân vân. Tỳ lê gia ba la mật tinh tấn, không sinh phân biệt, không khởi kiến chấp niết bàn theo ngoại đạo, là thiền ba la mật, dùng trí quan sát mọi pháp, tâm không khởi phân biệt, không xa vào nhị biên, chuyển các thức sở y thành thanh tịnh, mà không hoại nghiệp trước, được cảnh giới nội chứng của thánh trí, gọi là bát nhã ba la mật. Khi ấy Thế Tôn lại nói bài tụng: ngu phân biệt hữu vi, không vô thường sát na, nghĩa sát na phân biệt như sông đèn hạt giống, hết thảy pháp không sinh, tịch tịnh không sở tác, các tự tính đều lìa, ấy gọi là sát na, sinh không dừng liền diệt. Nói không nói cho phàm ngu, pháp vô gián tương tục, phân biệt các cõi khởi, vô minh chính là nhân, tâm thức do đó sinh, khi sắp còn chưa đến, trung gian trú ở đâu, vô gián tương tục diệt, mà có tâm khác khởi, khi tâm không trú sắp, duyên vào đâu mà sinh, nếu duyên pháp mà khởi, khởi nhân ấy tất hư vọng. Nhân vọng thể không thành, sao lại sát na diệt? Chính thọ của bậc tu Kim Cương Xá Lợi Phật cùng với Quan Âm Cung là những thứ bất hoại, trí Như Lai viên mãn, chỗ tỳ kheo chứng đắc, các pháp tính thường trú, sao lại thấy sát na? Các thành các tướng huyễn, vì sao không sát na? Đại chủng không thật tính, sao lại nói năng tạo?